2 chấp 10. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên giết được 1.000 người chơi để xử lý phần thưởng ngẫu nhiên cho bạn. Phần thưởng lần này của bạn là khuyên tai hiện thần. Khuyên tai hiện thần, đạo cụ cấp thần thoại. Người sở hữu có thể thay đổi chủng tộc của mình. Sau khi chuyển đổi sẽ nhận được chủng tộc có ngoại hình, chủng tộc có thiên phú thụ động. Cả chủng tộc thường thấy bao gồm nhân tộc, tinh linh tộc, hải yêu tộc, vân vân. Khen tặng hiện thần, thay đổi bộ mà thật sự có thể thay đổi cuộc sống của một người sao? Đạo cụ cấp thần thoại không hổ là phần thưởng do giết được 1.000 người chơi. Đạo cụ này có khả năng thích hợp và khả năng hoạt động rất mạnh. Chúc mừng bạn đã hoàn thành phong vân kiếp. Đang tính toán giải thưởng của hoạt động. Chúc mừng bạn nhận được 1.000 điểm công hiến. Level 21. Chúc mừng bạn đã lên cấp. Bạn đã đạt được kỹ năng mới. Tơ liệt bạo nhẫn. Cường hóa đòn tấn công tiếp theo. Gây 180 sát thương vật lý mục tiêu. Bỏ qua 20% phòng ngự vật lý với mục tiêu và có 20% sát xuất khiến cho mục tiêu rơi vào trạng thái mất máu. Cường hóa đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương vật lý với mục tiêu. Bỏ qua 20% phòng ngự vật lý với mục tiêu và có 20% sát xuất khiến cho mục tiêu rơi vào trạng thái mất máu. Wow. Chúc mừng tuyển thủ tru nghiệp của chúng ta đã hoàn thành phong vân kiếp và nhận được thành tích ấn tượng sau khi giết được 1.000 quân địch. Có thể nói là thật sự rất xứng đáng với danh hiệu là ngôi sao mới nổi của phong vân. Ngôi sao mới nổi đạt được thành tích của phong vân. Cũng không tự, miễn cưỡng coi như là không làm ta mất mặt. Đi theo ta. Huyết nghiệt thành, một trong các bí cảnh tiến hóa huyết trì. Nơi này là từ sau khi mình bắt đầu cốt truyện ẩn, tất cả những chuyện xảy ra trong đời sống của trò chơi căn bản là không có. Rốt cuộc là chuyện gì? Biết tại sao huyết trảo đã điều chỉnh đất cùng một cấp với người mà vẫn có thể đè bẹp những cái tên khác không? Huyết mạch. Không sai. Giống như trang bị có những vật phẩm, có những phẩm chất khác nhau bởi vì có huyết mạch khác nhau nên thuộc tính của mỗi con quái vật cũng có sự khác biệt cực lớn. Nhưng huyết mạch của ngươi là loại hạ đẳng nhất. Nơi này có liên quan đến thuộc tính đột phá huyết mạch sao? Đúng vậy. Đây là một trong những bí cảnh mà ta coi quản bí cảnh huyết trì. Bây giờ, chọn khu vực mà ngươi muốn vào rồi nhảy vào đó đi. Có thở tiến hóa đến mức nào thì phải xem vận may của ngươi đã. Huyết nghiệt thành bắt nghiệt đường. Vô nghiệt. Chúng ta còn chưa xong đâu. Con mẹ nó không có tên tiểu tử vô dũng chết tiệt của tộc cuồng sư thì ta sẽ không bị mất mặt như vậy. Đại nhân bất giận. Theo lão đồ thấy thì đây tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Tộc cuồng sư vốn là có ý giao hảo với đại nhân. Trải qua chuyện này bọn chúng gặp đại nhân là để bảo vệ cho đời sau của chúng. Không ngần ngại bị tổn thương. Tất nhiên, chúng sẽ càng quy phục chúng ta. Coi như là thế. Thì khẩu khí thì thực sự khó chịu. Lão đồ có một ý kiến không biết là nổi.
Nhìn bề ngoài thì mặc dù chúng ta không thể làm gì vương vỡ nghiệp, nhưng có một cách được kích thích của ta, chúng ta có thể. Tốt, làm như thế đi. Tốc độ hấp thụ rất nhanh, có tiềm năng đấy, vô nghiệp đại nhân. Vô nghiệp đại nhân, thành chủ có lệnh triệu ngài lập tức lên kinh thành. Vô thành chủ đã bảo vệ hát tử cận. Không thấy ta đang bận sao? Đợi ta rảnh sẽ đi. Vô nghiệp đại nhân, đây là hiếp triệu lệnh của thành chủ. Triệu, một khi có hiếp triệu lệnh, người nhận lệnh phải lập tức tới ý kiến thành chủ, người trái lệnh sẽ giết không tha. Thỉnh thoảng có vài tảng đá rơi xuống ngọn núi gần đây, nếu không cẩn thận là bị nghiền chết luôn đó. Mời. Đội quân bóng đèn của Trang Hồi Thị. Vô nghiệp, làm sao thế? Nhìn thấy huyết triệu hồi cũng thật ngon ngỗ nghe lời. Ồ, bắt đầu rồi. Vô nghiệp đại nhân, ngài là có ý gì đây? Chỗ quan sát này cũng không tệ. Công lao thuộc về ta rồi. Rốt cuộc là mày chém trúng chưa vậy? Rõ ràng là tao. Đừng có giải thích nữa. Mau sửa đao đi. Lên. Cẩn thận. Làm sao?
Làm sao có thể? Anh em, tình báo bị nhầm rồi, cùng nhau xông lên đi. Chủ ý phối hợp dùng chiến thuật số 2. Sao chiều ngang nhé mấy bạn người. Khốn kiếp, tình báo nhầm rồi, mạnh quá, không ổn, phải giết chết hắn. Đội quân bóng, các ngươi là niềm tự hào của trái hội thị, hơn thế nữa còn là niềm tự hào của các bác nghiệp đường. Hoàn thành nhiệm vụ là sứ mệnh duy nhất của các ngươi. Các ngươi là thanh gươm của Bắc Nguyệt Đường, là chiếc khiên của Bắc Nguyệt Đường, hơn nữa cũng là đại diện cho ý chí của đại nhân Trang Hồi Thị. Hiết Nguyệt Vinh Quang đồng hành cùng người, Hiết Nguyệt Vinh Quang đồng hành cùng tôi. Bí thuật. Các anh em, nhiệm vụ là trên hết, hiến thân đi. Hiến nghiệp vinh quang đồng hành cùng tôi. Chịu chết đi. Tốt lắm, xem ra đã thu được không ít từ phong vân kiếp nhỉ. Bọn chúng là người của Trang Hồi Thủy à? Đúng vậy. Ám sát người. Dẫn ta đi, đâu là người của Trang Hồi Thủy? Vậy mấy tên đến dẫn cô đi. Ta đã tiễn chúng đi rồi. Cô bị chúng dụ đi. Là bài kiểm tra thứ hai của tôi sao? Giấu cái gì mà giấu, lỗ hết rồi còn gì. Bỏ cái tay ra tên ta. Biểu hiện của ngươi làm ta rất mở miệng. Nói đi, muốn thứ gì? Ta sẽ thỏa mãn một mong muốn của ngươi. Vậy tôi muốn hỏi về một người. Anh ấy tên là Hàn Nhất Tiếu. Hắn đã không còn gì nữa rồi. Có lẽ hắn đã chết rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đây coi như là câu hỏi thứ hai rồi đấy.
Nói cho ngươi cũng được. Có điều ngươi phải trả lời ta trước đã. Kể từ khi nghe thấy cái tên Hàn Nhẫn Tiếu, ngươi đã đỡ mắt tới ta nhiều lần. Dám nhìn chằm chằm ta mà không có chút sợ hãi, có muốn ta bóp chết hắn không? Sau đó, ngươi đã nghĩ ra một tình tiết thể hiện bản thân thu hút sự chú ý của ta. Tất cả đều là vì tiếp cận ta, thăm dò thông tin và đồ đệ của ta. Thế nên, hắn là đại ca của ta. Viện Phúc Lợi. À. Tới đây, chơi tiếp đi. Tha cho chúng tôi đi. Trả ngài thỏ lại cho tôi. Đó là đồng mệnh để lại cho tôi. Thời thơ ấu A Phi, thời thơ ấu của Lục Ly. Đó là đồng mệnh để lại cho tôi. Đồ một sách, bốn mắt, lôi cũng muốn giả vờ làm anh hùng. Nơi này là cô nhi viện, bốn mày đều do mẹ tôi nhận nuôi. Bốn mày chỉ là thứ rác rưởi không ai cần thôi. Tất cả những thứ ở đây đều là của tao. Tao muốn như thế nào thì là như thế đó. Đừng mà, trả lại cho tôi. Đừng bắt chước nhé. Ta đánh, sai rồi, tha mạng. Cút, mày cứ đợi đi. Mày ơi, không sao rồi, đẹp trai quá, cậu là ai, tại sao lại giúp chúng tôi? Ta là Hàn Nhã Tiếu, bất kỳ khó khăn nào chỉ lần cười một cái đều có thể vượt qua. Sau này, tôi sẽ bảo cơ hai người, sẽ không còn ai có thể bắt nạt các người nữa. Anh ấy là người nhà của thân nhất của ta. Sư phụ, có thể cho ta một chút trang bị thường được không? Y đơ Hàn Nhã Tiếu. Ta còn có hai đệ đệ. Làm đại ca nhất định phải đem thứ tốt nhất cho các đệ đệ của mình. Vô gian luyện ngục. Ngày đó, wow, tuyển thủ Hàn Nhất Tiếu đã đánh bại được vua kỵ sĩ Đại Nhai Đăng. Một lần nữa bảo vệ vương miện của Phong Vân. 10 chiến thắng liên tiếp, tuyển thủ Hàn Nhất Tiếu đã tạo nên hiền thoại của mình. Sau 10 chiến thắng liên tiếp của hắn ở Phong Vân Đài, hắn tiến vào Phong Vân Kiếp như thường lệ. Nhưng lần đó hắn không bao giờ trở lại nữa. Hợp đồng ở Phong Vân Kiếp đã kết thúc được 4 tiếng rồi, lấy nào hãy đỡ đi, ta không tin. Nhóm Phong Vân Kiếp kết thúc rồi, bộ phải di chuyển trở lại thôi. Ta điều tra khắp nơi rất lâu mới biết rằng nơi cuối cùng hắn xuất hiện là vô gian luyện ngục. Nếu đã biết vị trí, vậy sao cô không? Không thử, tôi không có cách nào mà di chuyển tới nơi đó. Thế giới đã bị chặn bởi một thế lực vô danh rồi, tôi không thể đến đó. Không thôi đi, vô gian luyện ngục, không thể di chuyển. Xì, chủ nhân tôi đây. Điều tra tôi liệu liên quan đến vô gian luyện ngục, đã rõ. Hiện đang điều tra cho ngài. Điều tra thất bại, số liệu sai số, lại xuất hiện lỗi rồi. Tôi phải truy vấn cơ sở dữ liệu, chủ nhân ngài không có đặc quyền đó. Chuyển sang giao diện nhập thủ công, được rồi. Hắn lấy đâu ra tự tin thế nhỉ? Bình tĩnh lại Lục Ly, mày phải suy xét thật kỹ. Vô gian luyện ngục nơi cuối cùng đại ca xuất hiện trong trò chơi, cũng là lúc cuối cùng anh ấy upload. Nơi đó nhất định sẽ có đáp án mình cần. Hãy điền mật khẩu tiến vào. Số hiệu 1208 đang tiến vào ngân hàng dữ liệu.
Lối cô đê của vô gian luyện ngục. Đây là cô đê gì? Cảnh báo, xâm nhập trái phép, bạn đang bị đẩy ra ngồi. Mở cô đê nguồn. Làm sao có thể? Cảnh báo. Cô đê nguồn đang bị trùng lập, đang bị đẩy ra ngồi. Sao có thể? Đây là tất cả những gì ta biết. Nếu không tin thì tự đi mà tìm. Xem ra chỉ có thể tới nơi đó điều tra một chuyến. Vô nghiệp đại nhân, có thể làm phiền ngài lần nữa không? Đây là cơ hội thứ ba rồi. Tôi nên làm thế nào để tới thế giới đó? Chủ nhân, cách đó người chơi trở về thế giới của mình. CC biết đó. Tôi nên tới thế giới bên đó như thế nào? Thứ mà ta biết là Phong Vân Kiếp có giới hạn thời gian. Ngươi có chút nóng lòng rồi, Hàn Nhân Tiếu. Thức tỉnh hai lần trong hồ máu tiến hóa cũng không thể quay lại, huống chi là người bây giờ. Chủ nhân, cách đó người chơi trở về thế giới CC biết đó là cách gì? Chủ nhân đi theo tôi. Người đi đâu? Tôi có cách đỡ tới thế giới của người chơi. Thế giới của người chơi chính là thế giới bên kia mà cô nói tới. Thú vị đấy, vậy ta sẽ đợi tin tốt của người. Level 23, Bảo Viêm Pháp Sư Ida Afi. Quá đơn giản rồi, ở đây không có con quái vật nào mà lợi hại hơn sao? Afi, ca ca đẹp trai quá. Afi ca ca thật tốt á, lọ thuốc xanh cũng cũng cho người ta. Người ta sợ nhất là mấy con côn trùng đấy, muốn Afi ca ca ôm cơ. Đúng, đúng rồi, người thương nhân mà mọi người nhắc đến là chuyên thu thập trang bị với giá cao đang ở ngay đây hả? Đúng vậy, sắp tới rồi. Giả mù của ông ta thực sự là một món hời đấy. À, được. Bán được tiền thì ta sẽ đổi cho mỗi người một món trang bị mới. À, Fikaka. Yêu Fikaka nhất. Cũng coi như đợi được món mồi béo bở rồi. Bảo bối mau trốn sau lưng ta đi. Các người là ai? Tại sao? Tại sao? Các người là ai? Bọn ta là công hội Diện Bắc. Chúc mừng đại ca, nhị ca, tam ca, lại có thu hoạch lớn. Đại ca, nhị ca, tam ca. Gai độc chí mạng dưới sắc đẹp. Trò bịp gây sốc của ý lộn tình mơ. Nó buồn để cho người khác tiền tài giữ lại cho mình. Thế giới trò chơi. Bọn ta là nhóm dự án Tam Mỹ. Công hội Diễn Bắc Ida Thạm Mỹ Mỹ Thâm. Công hội Diễn Bắc Ida Mỹ Tiên. Công hội Diễn Bắc Ida Mỹ Minh. Thế giới hiện thực, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Không, không thể tha thứ. Các người có thể lừa tiền của ta, nhưng tuyệt đối đừng có lừa ta. Đúng là tình cảm chân thành quá. Xem ra món đồ béo bở không phải rất phối hợp sao?
Afikaka, người ta tới đây. Cút! Đáng ghét. Trước đó bị tiêu hao nhiều quá. Afikaka, sao thế? Không chịu được nữa rồi à? Kaka cũng cho người ta lọ thuốc xanh rồi à? Thuốc hồi phục ma lực E99. Kaka hãy ngon ngỗng mà giao trang bị giới hạn thời gian nhận được từ Boss Ready. Nơi này đã bị người của bọn ta bao vây rồi. Nếu Afikaka không phối hợp, bọn ta sẽ luôn bỏ vỡ một trò chơi trong trò chơi. Nếu người chơi chết ở nơi hôn giả, sau một thời gian hồi sinh, sẽ hồi sinh tại chỗ với lượng máu còn sót lại. 2. Khi nhân vật chết sẽ rơi ra một số trang bị mang theo một cách ngẫu nhiên và một lượng kinh nghiệm nhất định, cho đến khi trang bị cuối cùng trong túi của người phát nổ. Chết tiệt, các ngươi, chết tiệt. Im miệng. Xin lỗi gì cả, đỡ đỡ không phải, người có duyên giữ tiền. Một tuần cũng đừng có mong chạy thuốc. Anh hai, đúng là anh hai, level 23, Ida tru nghiệt hình dáng nhân tộc. Đúng, anh vừa đi một thời gian, sao lại hồ đồ và thơ thảm thế? Anh hai chính là bọn chúng. Không những cướp trang bị của em mà chúng còn lừa dối cảm xúc của một người trong sáng và ngây thơ như em nữa. Quả nhiên có người giúp đỡ. Hình như là anh hai mà hắn hay nhắc tới. Vậy chắc cũng có nhiều tiền nhỉ? Có lý. Anh em, cùng nhau xông lên nào. Chuyện sau này giao cho anh đó. Người đâu? Từ từ, từ lúc nào vậy? Ê, khi nãy mấy người có phải đã nói là muốn bỏ vợ tôi à? Không, không có. Lúc đó, người ta chỉ nói là đùa với Afikaka thôi. Tôi không phải Afikaka đâu nhá. Tôi là ông nội của ông nội Afi của cô đấy. Con hộ diễn bắt này đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu là có nhiều tiền bẩn như vậy. Đúng thế. À đúng rồi. Sao anh hai lại trở về tìm em vậy? Là do chuyện của anh cả có tiến triển gì rồi sao? Vô gian luyện ngục hiện giờ chỉ biết đây là nơi cuối cùng mà anh cả xuất hiện. Không hổ là anh hai, thế này chúng ta đã có mục tiêu rõ ràng rồi. Nhưng trong sổ kế hoạch của trò chơi, vốn dĩ không có nơi này. Chỉ có thể suy đoán đây là bản sao ẩn có cấp độ rất cao. Thực lực hiện tại của chúng ta căn bản là không thể tiếp xúc nó. Trước tiên, hãy đi tới thị trấn xung quanh đây. Sắp xếp một chút trang bị và đạo cụ trong tay đã. Tốt quá, tiền tới rồi. Anh, sau này em sẽ không tin yêu đương trên mạng nữa đâu. Ba chị gái ngon nghĩ sao có thể toàn là nam cơ chứ. Anh, làn da đen của anh trông đẹp trai quá. Làm như thế nào thế? Em cũng muốn đổi tạo hình cơ. Anh, ngồi ô phía nam, nó phải đứt trưởng. Cuối cùng là quay vào trò chơi mà mình quen thuộc rồi. Mấy nữ, Sao tôi thấy hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi ấy nhỉ? Bạn có lời mời các bạn từ thiếu nữ mau mau ngôn ngữ từ chối. Nhiều trang bị mà thế mà chỉ bán được có mấy trăm tiền vàng. Đến lúc nào chúng ta mới có trang bị trang phục màu tím đó? Thôi mua trang bị, giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ.
Dũng sĩ, muốn thu mua trang bị sao? Thu mua? Ồ, vậy mà loại có nhiều trang bị tinh anh và chất lượng tốt, tổng cộng có thể thu mua với giá 95.000 lượng vàng. Có chắc chắn là thu mua không? Dạ, có cánh bay đi, theo tí. Giá hối đoái hiện tại của tiền tệ trong trò chơi đây chính là hàng vạn tiền mặt đó. Kiểu tóc của ông rất ngầu đấy. Hả? Dũng sĩ đại nhân, anh thật sự nghĩ thế nào? Ngài đúng thật là có mắt nhìn thẩm mỹ tao nhã mà rất hôn dạy. Chúc mừng bạn đã thành công. Tại chỗ trướng phục sinh của thương gia, giá thu mua lần này đã tăng lên 10%. Đây là làm thế nào thế? Lô đang thiết kế trước phục sinh, điều kỳ lạ có một lập trình viên. Nếu đã không thể thay đổi cái đầu trọc thì phải thay đổi thế giới. Chấp 14.